mà chúng tôi gặp ở đây đó là gì? Muốn làm một trưng bày thì phải có tài liệu, hình ảnh và hiện vật. Và trong tay thì gần như là chưa có gì. Và thực sự là cuộc sống của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt lên. Mà để có được điều đó thì chúng ta phải hiểu lịch sử hơn, phải trân trọng lịch sử hơn.